là đài phát thanh truyền hình Hà Giang. Đây là đài phát thanh truyền hình Hà Giang. Xin kính chào quý thính giả và các bạn. Mời quý thính giả và các bạn đón nghe chương trình thời sự phát thanh của đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hà Giang. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thường trực tình ủy làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Giang. Meeting kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam. Cương, một tiến sĩ y khoa trẻ tuổi. Cuối chương trình là chuyên mục ý kiến cử tri. Và bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 2, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thế thúc Việt Nam (27 tháng 2, 1955-27 tháng 2, 2015) tới dự và chung vui với các cán bộ y bác sĩ của toàn ngành y hà giang có đồng chí triệu tài vinh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy đồng chí vương mỹ vàng phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng chí nguyễn văn sơn phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh thầy thuốc nhân dân bác sĩ trần đức quý phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh các đồng chí trong thường trực tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hà giang trước khi tổ chức buổi lễ các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo ngành y tế hà giang đã đến dân hương báo công với bác tại tượng đài bác hồ với đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh hà giang trong khuôn viên trụ sở tỉnh ủy trong những năm qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và sự phối hợp có hiệu quả của các sở ban ngành và 11 huyện thành phố, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được quan tâm. Hệ thống tổ chức mạng lưới y tế không ngừng được củng cố kiện toàn cùng với sự đoàn kết quyết tâm cao của mỗi cán bộ y tế, ngành y tế Hà Giang đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cơ sở hạ tầng các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh được đầu tư xây dựng, trang bị các trang thiết bị hiện đại là một tỉnh miền núi biên giới có đông đồng bào các dân tộc, ngành y tế Hà Giang luôn thực hiện tốt các chính sách khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi đối tượng chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh và các huyện trên địa bàn duy trì thường xuyên việc nấu ăn, cấp bữa ăn miễn phí cho người nghèo điều trị bệnh nội trú. Khắc ghi lời dạy của bác cán bộ, nhân viên y tế phải thương yêu, chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn, lương y phải như từ mẫu. Những năm qua, mỗi cán bộ ngành y tế Hà Giang không ngừng trau dồi đạo đức, nâng cao tay nghề, thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua do tỉnh phát động, thực hiện có hiệu quả của vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các chương trình hành động do ngành y tế phát động phát biểu tại buổi lễ đồng chí triệu tài vinh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các y bác sĩ và cán bộ công nhân viên chức ngành y tế hà giang đã đạt được trong những năm qua góp phần cải thiện và nâng cao sức khỏe cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh các chỉ số về sức khỏe đã được cải thiện công tác phòng chống dịch dự báo phát hiện sớm khống chế kịp thời dịch bệnh nhiều kỹ thuật mới tiên tiến trong y học được triển khai áp dụng tại tỉnh hệ thống bệnh viện chuyên sâu từng bước được kiện toàn hình thành công tác đào tạo nguồn nhân lực nâng cao trình độ chuyên môn y đức trong toàn ngành được chú trọng Năm 2015 là năm mà các cấp các ngành tập trung cao độ trong lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã đề ra, cũng là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh yêu cầu toàn ngành y tế cần làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh, tăng cường công tác lãnh đạo triển khai các chương trình, đề án liên quan đến công tác y tế, công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong toàn ngành y tế tiếp tục triển khai chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Bí thư tỉnh ủy nói. Đảng ủy ngành y tế, Ban giám đốc sở, ban giám đốc các bệnh viện cần có giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại hiện nay cần có chương trình hành động cụ thể bắt đầu từ công tác xây dựng đảng trong ngành y tế chỉ có công tác xây dựng đảng tốt thì chất lượng nhận xét đánh giá cán bộ mới cao tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo phát huy trách nhiệm của người đứng đầu của từng cá nhân trong ngành cần mạnh dạn và quyết liệt trong việc tuyển dụng bố trí sử dụng cũng như đào thải cán bộ chất lượng yếu đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách thủ tục hành chính ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong khám chữa bệnh cho nhân dân với quan điểm ngành nào làm tốt việc cải cách thủ tục hành chính ứng dụng công nghệ thông tin thì ngành đó đơn vị đó phát triển tiếp tục củng cố hoàn thiện và nâng cao năng lực của mạng lưới y tế cơ sở để người dân tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu có chất lượng ngày càng tốt hơn ngay tại cộng đồng Dịp này, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lên trao quà của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang cho lãnh đạo ngành y tế, trao 58 bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho nhân dân trao quà lưu niệm cho các đồng chí cán bộ lão thành của ngành y tế Hà Giang và các đại biểu tham dự buổi lễ. Thưa quý thính giả và các bạn, chiều ngày 26 tháng 2 năm 2015, dưới sự chủ trì của đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy Hà Giang đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy thành phố Hà Giang với nội dung nghe Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hà Giang báo cáo tình hình, kết quả xây dựng, phát triển thành phố Hà Giang, việc triển khai thực hiện các chủ trương kết luận của Ban Bí thư Thủ tướng Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với thành phố Hà Giang thời gian qua. Định hướng phát triển thành phố trong những năm tiếp theo. Nội dung chi tiết của buổi làm việc chúng tôi sẽ chuyển tới quý thính giả và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Xin chuyển sang các tin khác liên quan đến hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, bằng sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ công chức viên chức, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Giang luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đạt được nhiều thành công trong ứng dụng những thành tiệu khoa học kỹ thuật y học trong khám điều trị bệnh cho nhân dân, từng bước khẳng định chất lượng uy tín, vị thế của bệnh viện. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Giang được thành lập từ năm 2003, những ngày đầu thành lập, bệnh viện đã gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ y, bác sĩ, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, các cán bộ y, bác sĩ lại thường xuyên tiếp xúc với các bệnh dễ lây truyền. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ công chức viên chức, sau hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, bệnh viện lao và bệnh phổi đã đạt được nhiều thành tiệu nổi bật. Đội ngũ y bác sĩ có trình độ và tay nghề cao, đủ khả năng làm chủ các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Hiện tại bệnh viện có tổng số 15 bác sĩ, trong đó có 5 bác sĩ chuyên khoa 1, 9 bác sĩ đa khoa, 1 bác sĩ chuyên khoa 2. Các trang thiết bị y tế được đầu tư tương đối hiện đại như máy nội soi phế quản, máy sinh hóa tự động, máy xét nghiệm đờm, máy đo chức năng hô hấp, các thiết bị lâm sàng và cận lâm sàng. Trong năm 2014, bệnh viện đã tiếp nhận trên 19.500 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho trên 600 lượt người, thực hiện 1.130 thủ thuật. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 53% so với kế hoạch giao. Chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện được cải tiến, nâng lên rõ rệt. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Mùi, giám đốc bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Giang cho biết. Để nâng cao cái chất lượng của cái dịch vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hàng năm thì ban giám đốc đưa ra ba giải pháp chính giải pháp thứ nhất là không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho cán bộ viên chức đồng thời giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ giải pháp thứ hai là tạo điều kiện thuận lợi nhất dễ dàng nhất để người dân dễ dàng tiếp cận với dịch vụ khám chữa bệnh và giải pháp thứ ba là hàng năm À, thực hiện cái lộ trình à, cải tiến chất lượng bệnh viện theo cái các tiêu chí mà Bộ Y tế đề ra. Bên cạnh sự lãnh chỉ đạo của Ban Giám đốc, trong những năm qua, mỗi y bác sĩ trong bệnh viện lao và bệnh phổi cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc nghiêm túc thực hiện 12 điều y đức, thường xuyên tự học hỏi, nâng cao trình độ của bản thân, luôn sâu sát tìm hiểu hoàn cảnh từng bệnh nhân, khắc phục mọi khó khăn để có thể phục vụ cho người bệnh một cách tốt nhất, tạo niềm tin khi mỗi bệnh nhân đến và điều trị tại bệnh viện. Với đội ngũ cán bộ y bác sĩ không những giỏi về chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm mà còn có tinh thần thái độ chăm sóc bệnh nhân chu đáo, Do vậy, bệnh viện lao và bệnh phổi đã tạo được niềm tin là địa chỉ tin cậy được bệnh nhân cũng như lãnh đạo sở y tế tin tưởng đánh giá cao. Anh Thuận Văn Kim, bệnh nhân trú tại xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc cho biết. Khám ở trên kia là nó cũng không có thuốc để chuyển xuống xuống viện là giờ ở trong tỉnh này luôn. Là và vào đến đây là bác sĩ ở trong này khám khám là chọc dịch, chọc ba bốn lần dịch là khỏi khỏi luôn. Ở trong bác sĩ này là cũng là rất cảm ơn các bác sĩ ở trong đấy rất là nhiều. Với sự nỗ lực khắc phục mọi khó khăn của tập thể cán bộ y bác sĩ, năm 2015 bệnh viện lao và bệnh phổi Hà Giang đặt chỉ tiêu tiếp tục đảm bảo hoạt động khám và điều trị, nâng tổng số khám bệnh là 20.000 lượt người, thu dung điều trị nội trú cho 1.000 lượt bệnh nhân tiếp tục phát triển các kỹ thuật mới, đặc biệt là phương pháp nuôi cấy bệnh phẩm trực khuẩn lao nhằm phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh. Qua đó góp phần xây dựng đơn vị thực sự trở thành địa chỉ tin cậy là mái ấm tình thương của người bệnh trong tỉnh. Thưa quý thính giả và các bạn, sáng ngày 25 tháng 2, bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện thành công kỹ thuật chuyển giao thay khớp háng nhân tạo cho bệnh nhân Nguyễn Thế Lịch, 69 tuổi, bị gãy liên mấu chuyển xương đùi do tai nạn giao thông vào viện hồi 12 giờ ngày 24 tháng 2. Dưới sự giám sát kỹ thuật của tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Viện trưởng Viện Chấn Thương Trình hình Bệnh viện Việt Đức, ekip tiếp nhận kỹ thuật chuyển giao do bác sĩ Đào Thùy Dương, Khoa Chấn Thương Trình hình Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh, là phẫu thuật viên chính, đã tiến hành phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo thành công chỉ trong thời gian 45 phút. Thay khớp háng là kỹ thuật dùng khớp nhân tạo thay cho khớp háng bị hỏng nặng, cả trỏm xương đùi, lẫn ổ cối. Bệnh nhân cần phải thay khớp háng là những người có nhiều bệnh lý làm tổn thương sụn khớp của chỏm xương đùi và sụn ổ cối khớp háng như hoại tử chỏm xương đùi, thoái hóa khớp háng, viêm khớp dạng thấp, gãy cổ xương đùi, khớp háng nhân tạo ra đời mang lại sự phục hồi chức năng vận động của khớp háng ở những người có bệnh lý tại khớp háng gây đau đớn nhiều khi vận động. Sau 4 ca cầm tay chỉ việc của các bác sĩ bệnh viện Việt Đức, đây là ca đầu tiên do các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh tự tay tiến hành phẫu thuật dưới sự giám sát chuyên môn của tiến sĩ chuyên khoa đầu ngành bệnh viện Việt Đức, trong thời gian tới, bệnh viện sẽ chủ động thực hiện và áp dụng trên tất cả các bệnh nhân có chuẩn đoán cần thay khớp háng nhân tạo. Chuyển giao thành công kỹ thuật này cũng là minh chứng rõ ràng trong việc đào tạo, chuyển giao thành công các kỹ thuật theo đề án 1816 mà bệnh viện Việt Đức đã và đang triển khai tại Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, với những ai vinh dự được khoác lên mình chiếc áo trắng của người thầy thuốc, hẳn sẽ luôn tâm niệm Lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thầy thuốc phải như mẹ hiền, bởi trong làn xanh mong manh giữa sự sống và cái chết, chính bàn tay và trái tim nhân hậu của người thầy thuốc sẽ là liều thuốc mạnh mẽ nhất giúp người bệnh vượt qua hiểm nguy để tiếp tục sự sống. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn tấm gương tiến sĩ y học đầu tiên của tỉnh Hà Giang và là tiến sĩ trẻ tuổi nhất ngành mắt cả nước. Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Mạnh Hà, phó giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Giang, người đã đem lại ánh sáng cho hàng trăm bệnh nhân vùng đất nơi địa đầu của Tổ quốc. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp trường Đạo Y Thái Nguyên, bác sĩ Vũ Mạnh Hà chọn Hà Giang, quê hương anh sinh ra và lớn lên, làm nơi công tác. Lúc đó không chỉ ngành y tế miền biên giới này thiếu đội ngũ thầy thuốc có trình độ chuyên môn cao, mà các bệnh viện tuyến trung ương đều đang thiếu bác sĩ giỏi nhận nhiệm vụ tại khoa mắt bệnh viện đa khoa tỉnh trong lúc còn bộn bề khó khăn thiếu trang thiết bị y tế người nghèo không có tiền về các bệnh viện lớn trung ương để phẫu thuật nên phải cam chịu cuộc sống mù lòa tất cả những điều đó đã làm người thầy thuốc trẻ vũ mạnh hà đau đáu nhiều nỗi niềm chăn trở cùng với đồng nghiệp để mong làm được điều gì đó cho người dân nghèo hà giang tiến sĩ vũ mạnh hà phó giám đốc bệnh viện mắt tỉnh hà giang nói từ bé thì tôi đã được học tập và lớn lên tại Việt Vị Xuyên Hà Giang. Sau khi đi học về thì tôi cũng nguyện để công hiến cho Hà Giang vì Hà Giang là một tỉnh nghèo cũng như còn rất nhiều cái bệnh nhân mà mù lòa mà rất là nhiều năm chưa được mổ, chưa được sáng mắt. Chính vì thế mà tôi chọn Hà Giang là nơi tôi công tác. Năng nổ, nhiệt tình, cộng với sức trẻ và sự vươn lên không mệt mỏi, hơn 10 năm gắn bó trong lĩnh vực nhãn khoa, bác sĩ Vũ Mạnh Hà đã âm thầm cống hiến, phẫu thuật giải phóng mù lòa đem lại ánh sáng cho khoảng 5.000 người bệnh bằng nhiều kỹ thuật khó được anh dày công học hỏi đem về ứng dụng tại địa phương như mổ quặm mắt bằng phương pháp xoay sụn mi, nối thông lệ quản đặt silicon trong chấn thương đứt lệ quản, mổ mộng mắt bằng vá kết mạc tự thân với những việc làm đầy tình nhân ái và trí tuệ của mình, bác sĩ Vũ Mạnh Hà được tất cả anh em đồng nghiệp mến mộ. Ông Hoàng Quốc Lập, giám đốc bệnh viện mắt tỉnh Hà Giang cho biết. Đối với lại uh, tiến sĩ Vũ Mạnh Hà thì trước hết là chúng tôi phải khẳng định là một uh, bác sĩ, tiến sĩ nhãn khoa rất có uy tín trong ngành mắt của Việt Nam. Uh, còn đối với anh ấy thì uh, chúng tôi đánh giá rất là cao cái khả năng của anh đối với lại công tác phòng chống mù loà của tỉnh Hà Giang là một tiến sĩ trẻ đã có rất nhiều đóng góp cho công tác phòng chống mù loà của tỉnh Hà Giang. Năm 2014 thì anh đã bảo vệ thành công cái luận án tiến sĩ và là một trong những tiến sĩ y khoa đầu tiên của ngành y tế Hà Giang và với chúng tôi thì đấy là một cái vinh dự rất đặc biệt. Bác sĩ Lê Thị Hồng Thư, bệnh viện mắt tỉnh Hà Giang nói: Tôi thấy um, bác sĩ Hà là một bác sĩ uh, luôn quan tâm uh, và giúp đỡ những bệnh nhân uh, đặc biệt là bệnh nhân nghèo. Còn đối với uh, <laughs> các đồng nghiệp ở trong cơ quan thì bác sĩ luôn giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với uh, tất cả mọi người. Còn đối với chúng tôi những uh, bác sĩ trẻ thì luôn muốn là uh, học tập và uh, noi gương anh uh, trong quá trình uh, nghiên cứu khoa học. Vì đôi mắt sáng khó nhưng không phải là từ bỏ mà bằng nỗ lực để vượt qua. Thầy thuốc trẻ Vũ Mạnh Hà đã không ngừng tích lũy và học hỏi kinh nghiệm của lớp thế hệ đi trước để năng lực chuyên môn ngày càng tiến bộ. Suốt thời gian công tác, bác sĩ Hà đã ứng dụng thành công nhiều đề tài khoa học, nổi bật là nghiên cứu phẫu thuật đục thủy tinh thể tại tỉnh Hà Giang bằng hai phương pháp pha cô và đường rạch nhỏ đang được các nền y học tiên tiến trên thế giới triển khai. Năm 2010, Tại hội nghị nhãn khoa châu Á Thái Bình Dương tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, bác sĩ Hà là một trong 10 cá nhân được nhận giải thưởng dành cho các nhà nghiên cứu khoa học trẻ dưới 40 tuổi. Cũng trong những ngày cuối năm 2014, anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y học và trở thành tiến sĩ trẻ tuổi nhất ngành mắt cả nước. Thời gian tới, bác sĩ Vũ Mạnh Hà còn đang ấp ủ nhiều dự định kế hoạch mới để khám chữa bệnh cho nhân dân. Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Phó giám đốc bệnh viện mắt tỉnh Hà Giang nói trong năm 2015 này thì uh, ban giám đốc cũng như là bệnh viện đã đưa một cái phương một cái uh, kế hoạch của năm 2015 và chúng tôi uh, tiếp tục uh, đẩy mạnh công tác giải phóng mù lòa khám chữa bệnh cho người dân uh, đặc biệt là uh, về các cái huyện nghèo vùng sâu vùng xa để khám chữa bệnh cho dân nghèo những người dân mà có cái nhu cầu khám chữa bệnh về mắt rất là lớn thứ hai là tại địa bàn tỉnh thì chúng tôi đã triển khai cái uh, cái phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đây là một cái nhu cầu tất yếu mà nhu cầu chính đáng của người dân với những nỗ lực và cống hiến cho sự nghiệp y tế nhiều năm liền tiến sĩ vũ mạnh hà vinh dự được nhận bằng khen của tỉnh hà giang và của bộ y tế nhưng có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tiến sĩ vũ mạnh hà là hàng ngày được tận tâm chăm sóc người bệnh phục vụ nhân dân và vì đôi mắt sáng Theo thông lệ truyền thống của các gia đình vùng cao, dân tộc thiểu số, mỗi dịp Tết đến xuân về, nhà nào cũng chuẩn bị ít nhất vài con gà trông thiến và một số gia cầm khác phục vụ cho mấy ngày Tết. Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm phục vụ cho dịp Tết nguyên đán năm nay, nhiều gia đình ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện Xí Mần đã đầu tư chăn nuôi gà với số lượng lớn, trở thành hàng hóa để cung cấp cho thị trường. Anh Tráng Văn Thành ở thôn Trang Khâu, xã Cốc Rế là một hộ chăn nuôi gà đồi số lượng lớn Năm đầu tiên thực hiện với đồng vốn tự bỏ ra đến 10 triệu đồng. Đến nay gia đình anh đã có tổng đàn gần 100 con gà. Chỉ sau vài tháng, anh đã thu lại được số vốn ban đầu. Với những điều kiện tại địa phương phù hợp là vựa lúa nên nguồn thức ăn dồi dào, anh học hỏi thêm kỹ thuật chăn nuôi gà đồi, chọn giống gà tốt, chăm sóc theo phương pháp an toàn sinh học, giúp đàn gà phát triển nhanh, thời gian nuôi ngắn, hệ số sử dụng thức ăn thấp, ít dịch bệnh anh đã chọn được 15 con mái để giúp tạo thêm con giống. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, gia đình anh đã xuất bán được hơn 100 con gà trống thiến và 150 kg số lượng gia cầm khác phục vụ người dân với giá giao động từ 130 đến 150 000 đồng một kg. Ngoài chăn nuôi gà, năm 2015, anh tiếp tục đầu tư nuôi thêm khoảng trên 200 con gia cầm các loại để đem lại thu nhập cho gia đình. Mô hình nuôi gà đồi của gia đình anh Tráng Văn Thành được coi là mô hình phát triển kinh tế có nhiều triển vọng có thể nhân rộng trên địa bàn xã cốc rế huyện xím mần góp phần cung cấp nguồn thực phẩm an toàn đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng là một trong những xã có tiềm năng về điều kiện đất đai và nguồn nước để phát triển cây hoa màu. Trong vụ đông năm nay, ngoài tuyên truyền hướng dẫn bà con gieo trồng các loại rau xanh như bắp cải, su hào, thì cấp ủy chính quyền xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh đã vận động nhân dân mở rộng diện tích gieo trồng khoai tây của toàn xã lên 11 hecta. Có được kết quả đó là do sự tuyên truyền mạnh mẽ của địa phương cũng như sự chủ động của bà con nông dân. Đồng thời với cơ chế hỗ trợ 50% giá giống của huyện, nên người dân đã tích cực mở rộng gieo trồng. Nhiều hộ cho biết, những năm trước với khoảng 50 kg giống, sau khi gieo trồng, chăm sóc tốt cho thu nhập trên 5 triệu đồng. Bởi vậy năm nay, nhiều gia đình trên địa bàn xã đã trồng tới trên 100 kg giống. Đây là cơ sở để nhiều gia đình có thêm nguồn thu nhập. Diện tích khoai tây của xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh được trồng tập trung tại các thôn vùng thấp, đất đai bằng phẳng và thuận lợi về nguồn nước như bản vàng, nà tậu, v.v. Đồng thời, người dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên đến nay, sau hơn 2 tháng gieo trồng, toàn bộ diện tích khoai tây đã lên sành tốt. Cấp ủy, nhân dân trong xã đang tích cực chăm sóc bón phân để cho cây khoai tây tạo củ cho năng suất cao. Vài năm trở lại đây, sản xuất vụ đông tại huyện Hoàng Su Phì đã có nhiều chuyển biến tích cực. Với việc không ngừng mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng cây trồng, thực sự đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân địa phương. Cứ sau khi thu hoạch xong vụ lúa mùa, gia đình anh Phàn Văn Dương, thôn Bình An, xã Bản Luốc, huyện Hoàng Su Phi lại chuyển sang trồng các loại rau màu vụ đông. Thấy trồng rau vừa tăng thu nhập, vừa không để đất bỏ hoang. Năm nay gia đình anh Dương đã mở rộng diện tích trồng rau gần 1 hecta với cơ cấu các loại giống rau như su hào, bắp cải và củ cải. Nhờ đưa các loại giống rau mới chất lượng cao vào sản xuất theo đúng quy trình, lại được hợp tác xã dịch vụ chế biến nông sản Hoàng Su Phi ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm nên sau mỗi vụ trồng rau màu vụ đông, gia đình anh đã có thu hoạch từ 20 đến 30 triệu đồng một vụ. Theo anh Dương, điều quan trọng nhất đối với gia đình anh cũng như các hộ trồng rau vụ đông là phải canh tác rau sạch, không được sử dụng thuốc sâu, thuốc kích thích sinh trưởng. Có như vậy thì rau sạch ở bản luốc nói chung và những hộ trồng rau như gia đình anh mới đảm bảo được đầu ra. Anh Phan Văn Dương, thôn Bình An, xã Bản Luốc, huyện Hoàng Su Phi cho biết. Trồng rau đấy thì mình muốn có uy tín thì mình phải trồng thân thủ theo quy định là ví dụ như trồng phải trồng đúng mật độ này hay là trồng nó phải mình không phun thuốc thì chủ yếu là nhặt sâu thì mình ăn mới có mới bảo đảm sức khỏe qua thực tế triển khai cho thấy mô hình trồng rau màu ở đây cho hiệu quả kinh tế khá cao so với các loại cây trồng khác nhiều hộ đã có thu nhập từ 10 đến 20 triệu đồng một vụ để mở rộng diện tích trồng rau màu vụ đông ngay từ đầu vụ, xã Bản Luốc đã xây dựng đề án chỉ đạo các thôn xóm sản xuất cây vụ đông, trong đó cây rau màu được xem là cây trồng chủ lực. Từ phát triển trồng rau, đời sống người dân nơi đây từng bước được nâng cao. Tuy nhiên để nghề trồng rau màu vụ đông ở bản luốc phát triển bền vững, địa phương và các ngành chức năng cần quan tâm hỗ trợ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh rau cho các hộ, đưa các loại rau củ quả mới có chất lượng cao, khả năng kháng sâu bệnh tốt vào sản xuất, từng bước hình thành các vùng chuyên canh trồng rau an toàn. Ông Lý Văn Tương, Bí thư Đảng ủy xã Bản Luốc, huyện Hoàng Su Phi cho biết: Định hướng của cấp ủy chính quyền trong gian tới thì cũng sẽ tuyên truyền và khuyến khích à, cho bà con trồng cái luân canh, luân canh và đa dạng hóa. À, cụ thể như là một số gia đình của thôn này thì trồng su hào bóc cải, thì một số gia đình của thôn khác thì lại trồng các loại cây khác, thì để đảm bảo đảm bảo được cái 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 cái, cái nguồn thu nhập cũng như là cái 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 đầu ra của sản phẩm. nhờ thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển mạnh trồng rau theo hướng hàng hóa, cuộc sống của người sản xuất rau ở xã bản luốc, huyện hoàng su phi ngày càng được cải thiện, bà con yên tâm, phấn khởi, gắn bó với đồng đất để trồng rau vụ đông, mang lại nguồn thu nhập cho gia đình. quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của đài phát thanh truyền hình tỉnh hà giang. chuyên mục Ý kiến cử tri. Sau đây, trong chương mục ý kiến cử tri, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Hoạt động tiếp nhận và giải quyết kiến nghị cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2014, bài viết do hai phóng viên Văn Thao và Hồng Quang thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, xác định chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có chất lượng của hoạt động tiếp xúc cử tri qua tiếp xúc cử tri người đại biểu nhân dân cán bộ lãnh đạo đảng viên sẽ gần dân sát dân và hiểu dân cũng từ việc lắng nghe thấu hiểu những tâm tư nguyện vọng mà việc giải quyết những kiến nghị của cử tri sẽ được giải quyết một cách đầy đủ và có chất lượng những vấn đề mà cử tri quan tâm sẽ được các cơ quan chức năng trả lời đúng trọng tâm đúng quy định của pháp luật đúng thời gian và đúng đối tượng được hỏi được trả lời nghe dân nói hiểu dân cần đã và đang là phương châm trong hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp tỉnh hà giang trong năm 2014, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tích cực thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri theo sự phân công của tổ đại biểu trước và sau các kỳ họp. Tính đến ngày 5 tháng 12 năm 2014, đã có 275 lượt đại biểu thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri tại 95 điểm thuộc các xã, phường, thị trấn của 11 huyện thành phố trong tỉnh. Hội đồng Nhân dân các cấp đã phối hợp thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội với đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong năm 2014 đã có 4.819 đại biểu ở 1.116 tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp xúc cử tri với gần 15.200 lượt. Thông qua các đợt tiếp xúc cử tri, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã tiếp thu và phản ánh đến các cơ quan chức năng là 8.596 ý kiến kiến nghị, trong đó giải quyết và trả lời các kiến nghị đạt tỷ lệ 56,7%. Cùng với đó, đã thực hiện 1.239 cuộc giám sát, tiếp thu trên 3.800 kiến nghị, giải quyết rứt điểm 3.393 kiến nghị, đạt tỷ lệ 88,7%. Tiếp nhận 1.108 đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 506 đơn theo quy định. Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại ở cả 3 cấp đều tăng hơn so với năm 2013. Cấp tỉnh là 69%, cấp huyện là 82,6% và cấp xã là 96,9% việc tiếp thu và giải quyết những ý kiến kiến nghị của Hội đồng Nhân dân các cấp được cử tri đánh giá cao. Nói về việc tiếp nhận và giải quyết những kiến nghị của cử tri, anh Lô Quang Thái, thôn Nà Xá, xã Yên Định, huyện Bắc Mê tâm sự. Qua xem cái có cái chuyên mục ý kiến của cử tri để mà với đề xuất với lại các đại biểu các cấp thì cảm thấy là cũng rất thuận lợi cho các cử tri từ cấp thôn. Vì vậy là mong sao là tại truyền hình tổ chức như thế nào nó được thuận lợi hơn nữa mà được nhiều cử đưa ra nhiều ý kiến hơn nữa. Với quan điểm tiếp tục đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Vì vậy, thời gian qua, Hội đồng Nhân dân các cấp đã tích cực đổi mới nhằm phát huy dân chủ, tạo mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình đời sống và tâm tư nguyện vọng của người dân, qua đó phát hiện được nhiều vấn đề vướng mắc trong cuộc sống của nhân dân, kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương quan tâm giải quyết những ý kiến kiến nghị, những nguyện vọng và lợi ích chính đáng của người dân, hạn chế tình trạng tranh chấp, khiếu kiện trong dân. Dân tin vào Đảng chính là tin vào hành động cụ thể của người cán bộ lãnh đạo, người đảng viên. Đơn vị đi đầu và hiệu quả trong đổi mới hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân đó là thành phố Hà Giang với việc thực hiện việc đối thoại với nhân dân tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức như diễn đàn chiều thứ sáu nghe dân nói bí thư cấp ủy nghe dân nói vai trò giám sát của nhân dân được tăng cường và ngày càng phát huy tác dụng như lời ông Hoàng Long Hính, Phường Minh Khai, thành phố Hà Giang chia sẻ. Ở đây là một việc làm có thể nói là mới à, một việc làm đột phá hội đồng nhân dân thành phố cũng như là hội nhân dân của các phường, cái việc này thì tôi cho rằng là một cái quyết tâm rất lớn, một sự chỉ đạo rất lớn và cái hiệu quả của nó thì tôi nghĩ là nó sẽ có cái hiệu quả rất lớn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và cái việc là phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo cái an ninh quốc phòng. Năm 2014 đã đi qua, khép lại một năm hoạt động đầy sôi động của Hội đồng Nhân dân các cấp với những hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát và tiếp thu giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến những vấn đề nóng bỏng, bức xúc của đời sống xã hội được người dân quan tâm. Từ những đổi mới trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân, sự vào cuộc quyết liệt và có hiệu quả của các cơ quan chức năng, các ngành, các cấp, những kiến nghị mong mỏi của cử tri đã cơ bản được giải quyết và trả lời một cách thỏa đáng. Năm mới Ất Mùi 2015 đã về, không khí xuân đang tràn ngập khắp mọi nhà. Trong niềm vui năm mới, chúng ta cùng chúc cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Chúc cho mọi nhà, người người tràn ngập niềm vui trong năm mới thanh bình, yên vui. Bản tin dự báo thời tiết Bản tin dự báo thời tiết, đêm 26, ngày 27 tháng 2 năm 2015. Khu vực công viên địa chất toàn cầu có nguyên đá đồng văn, mới thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình 77%. Khu vực di tích quốc gia rộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, mới thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C, độ ẩm trung bình 75%. Khu vực vùng núi thấp, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình 75%. Quý thính giả và các bạn thân mến, chương trình phát thanh tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang xin được khép lại tại đây chương trình do biên tập viên hoàng anh biên soạn cùng các phát thanh viên xuân tình như quỳnh và kỹ thuật viên lan phương phối hợp thực hiện cảm ơn quý thính giả và các bạn đã dành thời gian lắng nghe xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại